Bé cai của Jenny là dòng chó gì vậy anh? Ok, để anh. Cai là dòng chó cút cơ có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, sau đó được du nhập về Anh, Mỹ để đi săn cho hoàng gia và quý tộc vào thế kỷ thứ 15. Dòng chó này có thân hình săn chắc với chiều cao trung bình từ 37-41 cm và nặng khoảng 13-14 kg. Cút cơ có phần đầu khá to, có sống mũi thẳng và chóp mũi màu đen. Đặc biệt là dòng chó này có đuôi tai mềm và rộng dài đến tận cổ. Dòng chó này có bộ lông dài và dày, màu lông thì rất là đa dạng nhưng chủ yếu là màu vàng và màu kem. Cút cơ có tính cách vui vẻ, nhiệt tình, năng động như một đứa trẻ. Tuổi thọ của dòng chó này là từ 12-15 năm. Cút cơ nếu mua Việt Nam thì có giá từ 10-12 triệu, nếu nhập ở châu Âu thì có giá từ 2.500-3.000 đô. Đi với con cưng của nhà Jisoo Blackpink là dòng chó gì? Digum là dòng chó Monty, là một trong những dòng chó quý tộc ở châu Âu, được tìm thấy lần đầu tiên ở quốc đảo Manta tại Địa Trung Hải. Monty là dòng chó sang coi, có kích thước cực kỳ nhỏ nhắn, cao không quá 25 cm và nặng từ 2-3 kg. Dòng chó này có khuôn mặt ngộ nghĩnh với hai mắt đen láy, mũi nhỏ, hai tay buông thõng như hai tính tóc xinh xắn. Dòng chó này có bộ lông dài và mượt mà, thường chúng ta sẽ thấy là màu trắng nhưng chúng còn có nhiều màu khác là màu nâu, màu kem và màu vàng. Dòng chó này rất thân thiện và vui vẻ, chúng cũng khá thông minh và nhõng nhẽo. Tuổi thọ của dòng chó này là từ 12-15 năm. Dòng chó này nếu mua Việt Nam thì có giá từ 8-15 triệu, còn nhập ở các nước châu Âu thì có giá lên tới 3.000 đô.